mình test cái chậm này, mình có thể ra ngoài cây, mình mang cái cục này ra mà mình sẽ gọt miếng chậm, mình đặt trực tiếp vào đây luôn, mình nghe cái mùi hương của nó luôn. Em Toàn xin chào cả nhà nhé. Sẽ là một clip quay test trực tiếp cái kỳ hải nam trên thân, và mình sẽ sử dụng lò xông để mình xem cái mùi hương của nó như thế nào nha. Mình sẽ test cái mắt cây của cái cây này. Cả nhà xem bên này ha. Đây, Toàn sẽ cho cả nhà xem cái mắt kỳ hải nam. Đó, đã được tích dầu từ khoảng tầm 5 tháng nha cả nhà nha. Đây, cả nhà xem rất là đẹp. Đó, và bây giờ mình sẽ dùng cái mình sẽ dùng con dao ha, mình sẽ gọt cái lớp dầu này ra. Đấy, cả nhà cùng xem nha. Em Toàn sẽ gọt cái lớp dầu này ra, em sẽ cắt thành lát cho cả nhà. Cái khi mà dầu kỳ hải nam ấy mà nó đã tích thành dầu rồi á là nó sẽ rất là dẻo cả nhà. Đấy, mình cắt mình bẻ nó lên nó cũng không gãy nha cả nhà nha. Đây. Đó, cả nhà xem. Em Toàn có thể cắt được nhiều lát luôn, nhiều lát mỏng. Đó. Mình sẽ cắt nhiều lát mỏng luôn. Đây, cả nhà xem là càng cắt ra thì nó càng đen. Đó. Đây. Rồi sẽ cắt ra cho cả nhà xem. Nhìn thực tế đây mình mới biết là cây giống nó nhiều dầu là như thế nào. Đây. Wow, đây cả nhà này. Cái lớp dầu của nó này, cả nhà nhìn thấy nó phê không? Quá đẹp luôn. Đây. Này, cái đây trong cái mắt nó còn này, đen ui luôn cả nhà. Đó. Đây là một miếng kỳ em Toàn vừa mới gọt nha. Mình sẽ đặt lên trên đây cục than và mình sẽ cùng xem mùi hương của nó. Quá tuyệt vời nha. Quá thơm luôn. Hương vị. Đây cả nhà cùng xem, sát vào đây để cả nhà xem lớp dầu ha. Đó. Cả nhà nhìn này. Dầu của nó sôi lên mà nó mùi nó sôi lên. Rất là đẹp. Đây cả nhà xem. Miếng dầu mình đặt trực tiếp vào cục than luôn. Đây cả nhà xem dầu nó lên này, dầu nó sôi lên này. Đấy. Mùi thơm phải nói là tuyệt vời, hương thơm tinh hoa của trời đất luôn. Đó, mình thưởng thức như thế này mới gọi là thưởng thức tận gốc tận cây luôn cả nhà nhá. Mình không có qua đã thu hoạch mà mình thưởng thức trực tiếp cái hương vị kỳ hải nam chúng ta trồng đó, và chúng ta thưởng thức luôn ở trên cây, thế nó mới sướng cả nhà nha. Đây này, đó, em Toàn sẽ đặt vào cho cả nhà coi. Wow, đó, mùi hương của nó cả nhà mà nghe một lần, em đảm bảo với cả nhà là cả nhà sẽ nhớ cái mùi hương này. Mình nghe một lần thôi là mình sẽ nhớ suốt đời cái mùi này luôn, em đảm bảo. Tại vì nó khiến cho mình cảm giác nó, cái mùi hương nó thơm mà nó tuyệt vời. Ở trên đây là cái vườn em Toàn thì cây nào nó cũng có kỳ cả, mình thích thưởng thức cây nào thì mình cứ gọt cây đó ra mình thưởng thức trực tiếp luôn đó, rất là tuyệt vời. Ok, em Toàn chào cả nhà và chúc cả nhà có một ngày mới vui vẻ năng lượng, và chúc cả nhà sẽ có được những cây giống chuẩn để chúng ta trồng kỳ hải nam, cùng phát triển, cùng làm kinh tế và cùng thưởng thức cái hương thơm tinh hoa của đất trời này. Em Toàn xin chào cả nhà.